đó, mình chuẩn bị giao xe CBR 250 cho em trai ở Đắk Lắk, cũng là bạn của thằng em mình đó. Giờ mấy anh em chuẩn bị giao xe rồi hướng dẫn này nọ đó, tụi nó làm màu, anh em tụi nó thấy mình quay clip, tụi nó chơi làm rồi cho nó đẹp đẹp á. À, rồi thì bây giờ mình sẽ ra mình quay một cái clip đẹp cho con xe này ha. Đó, rồi mình sẽ tiến hành thay nhớt, thay nước mát, thay lọc nhớt cho thằng em. Là thằng em về Đắk Nông chỉ còn chạy thôi nha anh em. Đó. Và cái con này á, mình nói luôn là mình đã hỗ trợ anh em thay 4 tháng trước, 4 tháng sau rồi. Còn nhớt là anh em sẽ trả chi phí thay nhớt. Đó, thay nhớt mới, tại anh em nó yêu cầu là phải thay nhớt mới thì thằng em sẽ trả chi phí, những chi phí đó nha. Bên mình làm miễn phí, tiền công 100%, chỉ thay nhớt, hỗ trợ cho anh em làm hết luôn. Rồi sau này có bảo trì bảo dưỡng hay nữa thì ghé mình. À, rồi bây giờ mấy anh em đang đàm đạo về xe. À, mấy anh em đang đàm đạo về xe nè. À, rồi bắt đầu. Ok. Đây tiến hành thay nhớt và thay lọc nhớt, thay nước mát theo yêu cầu của chủ xe ha. Đó. Đó, sẵn tiện là hướng dẫn anh em là cách thay nước mát của con xe này ha. Thì muốn thay nó anh em phải tháo hết dàn áo này, tháo hết dàn áo ở phía bên phải của nó. Nó sẽ lòi ra cái nắp này. Đó, với lại con ốc xả nước mát. Anh em thấy chưa? Nhưng mà tốt nhất là anh em đem qua những chỗ chuyên nha, chuyên làm. Khi tháo ra nó sẽ không có gãy bát của anh em nha anh em. Anh em tự tháo rất là dễ gãy bát ha anh em ha. Đó. Đó anh em thấy không? Cái con ốc phía trong nó là con ốc xả nước mát đó. Đó, nó sẽ có cái ron. Đó, thấy chưa? Con ốc nhỏ anh em thấy không? Anh em có để ý không? Đó, con ốc nhỏ đen dạng đó là chỗ đó con ốc xả nước mát. Và khi anh em muốn xả nước mát ở dưới thì anh em phải xả nước mát trên đây, dặn cái nắp này ra thì nước nó mới chảy ra nha anh em. Mình cầm một tay cầm, một tay dặn nó hơi khó đó. Rồi mở ra mở nó đó, nó xì nước rồi em thấy không. Thì cơ bản nước mát á, nói cho anh em dễ hiểu thì nó giống như là một cái loại nước này thôi đó, và nó có nhiều chất để tốt cho xe. Nước nào mà có nhiều chất tốt cho xe thì nước đó mát hơn. Này nước cái gì vậy? Nói chung nó còn xài được một thời gian. Thì này nước khoáng là mình dùng để xúc nha. Đó, rồi bây giờ em đổ nước vô em xúc đi. Em che cái thương hiệu lại. Rồi đổ nước vô xúc. Xúc bằng nước lọc nha anh em. Đó. Xúc cho nó ra hết cái đó, nước còn cặn ở trong. Thấy anh em không? Nó chảy nước ra đó. Đó. Rồi. Đó. Và khi anh em tháo này ra, anh em có thể thay lọc nhớt rồi luôn. Rất là ok nha anh em. Rồi nó chảy ra hết rồi đó. Chảy ra hết nước cũ. Nhìn nó đơn giản vậy chứ nhưng mà phải kỹ. Rồi em xúc bình nước phụ luôn. Sẵn hướng dẫn anh em thay nhớt luôn. Đó, anh em chỉ cần một cái chìa khóa 12 ha anh em ha, cái ốc nhớt chỗ này nè. Thì anh em dặn thì nó sẽ phun nhớt ra. Đó. Rất là đơn giản ha anh em ha. Đó, sẵn là quay luôn cho anh em, hướng dẫn anh em, đó, phun nhớt ra. Rồi, ok anh em. Và khi anh em
muốn thay lọc nhớt thì anh em dùng một cái chìa khóa 17 nha anh em. Đó, một cái chìa khóa 17. Chìa khóa 17 anh em nhớ nha. Sẵn hướng dẫn anh em luôn để dặn cái lọc nhớt ra. Đó, nhớt này cũng còn tạm ổn. Lọc nhớt nó chưa đen. Ừ. Nhưng mà yêu cầu của chủ xe là muốn thay mới hết. Mình đáp ứng luôn. Khi mà anh em á, trước khi mà anh em mà muốn bỏ lọc vô á thì anh em phải chế vô miếng nhớt đó, chế vô đây miếng đó, cơn xị hay xị gì đó, rồi anh em lắc đều chở thấm vô xong anh em mới bỏ vô. Rồi ok nha, vậy là xong rồi đó, vậy là xong rồi. À, còn mấy bước sau á anh em chỉ cần đổ nhớt vô thôi là xong, đơn giản mà anh em hiểu mà đúng không, vậy thôi. Ok anh em, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình châm nước mát và mình đổ nhớt mới vô, châm nước mát với lại đổ nhớt mới vô cho anh em chạy thôi. Rồi đơn giản mà, mấy bước sau thì dễ, anh em không cần quay nữa đâu ha anh em ha, chủ yếu mấy cái này là cho anh em biết chìa khóa rồi mở rồi xong rồi thôi. Rồi chuẩn bị lên hình. Ok, sau khi mà mua con CBR250R cảm giác là sao? Thích vậy ạ. Mất ngủ đúng không? Mất ngủ. Mất ngủ. Mất ngủ. Đó, ảnh đập thùng thêm cái nón bảo hiểm nữa. Anh Minh còn tặng đẹp. Tặng theo cái bao tay nữa. Ừ, tặng bộ, lấy cái bộ dưỡng sinh ra tặng em luôn đi. Đó thì sau này có cái vấn đề gì á thì cứ ghé anh, thay nhớt, thay gì đó thì anh em ghé. Còn mấy cái kia nãy em bảo trì, anh em nhờ anh làm bảo trì hết cho em rồi đó. Được. Theo yêu cầu của em mà đã xong xuôi, có em chứng kiến hết là xong xuôi ha. Rồi, về đó là nhức nách luôn. Nhức nách luôn. Nhức nách luôn. Đó, rồi bộ dưỡng sên, rửa sên. Rồi, lát em hướng dẫn xài luôn nha. Lát hướng dẫn bạn em mà. Hướng dẫn luôn, có gì về anh em ăn nhậu nhau. Rồi ok anh em ha. Rồi ok. Em đổi nón coi thử đẹp không? Đổi thử coi, đổi thử coi. Thử luôn nón đẹp không? Xé luôn. Bóc tem luôn. Nhìn nó bóng quá. Cái này bóc ở đâu ta? Bóc đây luôn. Đó. Bóc ra luôn. Lùng cái này nó đi ra. Đó. Vô thử rồi, vô thử rồi, chào mọi người. Rồi, ngủ luôn trong nóng bảo hiểm luôn. Ui, nhìn xịn nhỉ. Nhìn xịn xa ha. Trông sẽ có tầm ra. Rồi, ok luôn. Hot boy luôn. Rồi, cảm ơn em ha, cảm ơn em đã ghé ghé chơi với anh rồi ghé lên kênh. Dạ. Rồi hy vọng chúc em là sau cái này á em có thể làm ăn phát đạt hơn nè, rồi có thể sau này gặp anh để lên con cao hơn, con bự hơn, chứ đâu phải mình dừng lại con này đúng không, thanh niên mà đúng không, thì cố gắng làm ăn nha. Dạ. Chơi xe không chơi gái. Rồi ok anh em, rồi ra anh em nha.